Xin chào thầy cô và các bạn, con tên là Kim Thiên, lớp 2.5 trường Western Sài Gòn. Hôm nay con xin kể chuyện cho thầy cô và các bạn nghe một câu chuyện, đây là chữa bệnh cái tim, lời Tiger, tranh Thanh Nguyễn, ở trong báo Rùa Vàng số 36. Con xin được bắt đầu ạ. Ngày xưa có một vị vua nọ rất cưng chiều con gái. Vị vua nói: "Công chúa, hôm nay con thích ăn gì nào?" Một hôm, công chúa nói: "Ta muốn ra ngoài chơi." Thị vệ nói: "Thưa công chúa, nhà vua không cho phép." Công chúa nói: "Vua cha ơi, con muốn ra khỏi cung." Đức vua nói: "Ngoài đó nguy hiểm lắm, khi nào cha rảnh mới dẫn con đi được." Nhưng đức vua lúc nào cũng bận rộn, mãi vẫn không dẫn công chúa đi chơi. Một ngày nọ, sáng mai mưa to quá, mưa kiểu này thủng trời luôn đó. Sao mưa là có nắng dần tan cho coi. Nắng dần tan, mưa thủng trời. Đức vua hỏi: "Công chúa nhỏ của ta, con đi đâu đây?" Công chúa bảo: "Dạ mọi người nói mưa thủng trời rồi, con ra xem thế nào." Đức vua nói: "Trời ơi, họ nói ví vo vậy thôi. Thật ra chỉ là mưa lớn con ạ." Công chúa nói: "Nhưng sao mưa sẽ canh nắng gần tiên, con ăn thử." Đức vua nói: "Ôi, con ta ngây thơ và khờ khạo quá, ai nói gì cũng tin, dễ bị lừa. Hãy thông báo cho toàn vương quốc, ai có thể chữa bệnh cho công chúa, hết bệnh cả tim, biết phân biệt được đúng sai, ta sẽ trọng thưởng." La la, thông báo được truyền đến khắp mọi nơi của vương quốc. Thế là mọi người lũ lượt nhau kéo đến Kim Thành để cầu may. Một người nói: "Giải thưởng chắc là của mình chắc rồi, chữa bệnh cái tim cho công chúa đâu có gì khó đâu, chờ đó." Lần lượt từng người nói với công chúa những điều phi lý. Người thứ nhất nói: "Mặt trăng trên trời thật ra là miếng phô mai mà tôi bỏ quên mà thôi." Công chúa đáp: "Ôi, nhân quá, lúc nào anh lấy xuống chia cho tôi một miếng nhé." Người thứ hai nói: "Dòng sông này chảy ra từ cái lô của bà tôi đấy. Anh bà ốc bà vá lu lại đi, nước chảy hết rồi kìa." Người thứ ba nói: "Bên kia ngọn núi là vương quốc bánh kẹo. Có những ngôi nhà bằng bánh kẹo, cây mọc ra đầy kẹo." Công chúa đáp: "Hay quá, ta phải xin phụ hoàng đi thăm mấy được." Ông lão nói: "Nhà vua ra lệnh cho tôi giết hết cừu của mình để làm cho công chúa một cái áo choàng." Công chúa đáp: "Ngươi nói là?" Đức vua hỏi: "Ôi con gái cưng, sao con lại không tin lời ông lão nói?" "Vì cha là một người nhân hậu, cha sẽ không bao giờ ra những điều mệnh lệnh vô lý như thế." "Tốt lắm, đây là phần thưởng của ông." Ông lão nói: "Xin cảm ơn." Đức vua hỏi: "Ông lão có thể cho ta biết cách chữa bệnh cho công chúa không?" Ông lão trả lời: "Do công chúa từ nhỏ thì ở trong cung không được ra ngoài chơi nên nàng thiếu hiểu biết. Chỉ cần cho nàng đi đây đi đó thì nàng vì bệnh của công chúa sẽ tự hết." Từ đó nhà vua sắp xếp thời gian đưa công chúa đi khắp nơi. Công chúa nói: "Ôi, vui quá." Nhờ vậy công chúa càng ngày càng thông minh, lanh lợi, không còn cả tin như xưa nữa. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Qua câu chuyện con cảm thấy là hãy cho trẻ em ra ngoài chơi để khám phá thế giới xung quanh và tăng cường sự hiểu biết và tự tin. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe. Tạm biệt thầy cô và các bạn.